Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà một cây đàn piano đến từ Nhật Bản, thương hiệu Casio. Màu trắng rất là đẹp. Cây đàn này có mã là PX750. Đây là em đang quay trực tiếp bằng điện thoại. Tất cả các hình ảnh là đều thực tế. Cây này độ mới là để 98% tất cả từ ngoại hình cho đến âm thanh, máy móc cũng là nguyên bản hết. Các chức năng của nó, cơ bản của nó đều có, đó là tempo và các bài hát demo, cộng với lại là piano điện, piano tiếng giả, piano cơ, tiếng organ. Đây các loại ý của nó đây. Nó sẽ chọn trực tiếp bằng cách là ấn fashion. Và có cả thu âm nhé. Các chức năng thu âm cộng với lại tăng dịch tông và ba chế độ cảm ứng lực, metronome, reverb, cái thứ đầy đủ hết. Và cái điều đặc biệt đó là, thứ nhất là cái này ngoài màu trắng ra nó còn có loa của nó này. Cái loa của nó rất là hay, là hai cái bên loa này nó sẽ làm cho âm thanh và nó đi vào hai bên tai của mình ấy. Âm thanh nó sẽ rất là hay. Và nó còn là nút lỗ cắm tai nghe. Những cái này thì bụi em chưa lau hết đây, lau cái là lại mới hết luôn đó. Đầy đủ nắp đàn, ba pedal, mọi người cùng nghe âm thanh của nó ấy. Âm thanh trực tiếp em quay tại showroom. Em giải quán chưa? Chế độ mà cảm ứng lực thứ ba, có nghĩa là nặng nhất thì âm thanh nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà cái lực tay của mình nó sẽ nặng hơn một chút. Bây giờ mình sẽ bấm fashion và chọn về phần cảm ứng lực 1 này, nó rất đơn giản thôi. Mọi người sẽ nghe âm thanh nó sẽ to hơn này. Casio thì nổi tiếng là âm thanh trong và nó sáng mọi người ạ. Cơ bản những này thì thế thôi. Còn đây, phần nắp đầy đủ hết. Ngoại hình thứ rất là đẹp, không có xước xát cái thứ gì hết. Cây này thì em đang bán là dưới 15 triệu cho cái bản màu trắng này. Bản màu đen thì sẽ rẻ hơn, nhưng mà bản màu trắng này sẽ đắt hơn, bởi vì là để kiếm một cây đàn màu trắng mà nó mới cộng nó đẹp như này thì sẽ khó hơn những dòng màu đen. Đây, những cái dòng này là nhập của Nhật về. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần review đàn của em. Xin chào và hẹn gặp lại.